Đi thôi. Hả? Đi thôi. Con mẹ bắt nhiều đấy. Chà trời, thế mày sợ mày giờ thấy rắn đi rồi, cái tiền nó hết đấy mày à? Tiền nhưng mà bắt một con một thôi. Hả? Hả? Nó chạy đây. À, ui dồi. Ui, nó chạy. Ui, hai quần. Hả? Ui, nó chạy rồi. Mẹ mày, mày con rắn mày không bắt được à? Ui. Hả? Quay lưu. Ui. Chưa. Mở túi ra. Ôi, vừa đây mà này. Đấy nhá. Nó vừa chạy ra đây này. Mày vạch hết mấy cái lá đi không phải nào đó. Nó hút qua đây mà. Hả? Nó hút qua đây đi. Mày, con này nó chạy nhanh thế nhỉ? Ui, đây này ơi, đâu? Thì nó chạy vào bồng này rồi. À, chủ. Đây nó chạy vào bồng này thôi. Chắc không? Chắc rồi, chắc luôn rồi mà. Chỉ tao hồ xuống nó nhưng mà chạy cái cây kia nó ấy. Con này đen xì luôn. Con này hả? Không. Dọn cái này đi. Tao ấy ra cho mày bắt nhá. À. Tao ấy đào ra cho mày bắt nhá. Thì để tao đào chứ. À, để đào đi. Ui con rết kìa. Đào cho chết đi. Đấy. Chỗ gì? Con nhòm thôi nhỉ. Nhìn xem con gì. Chứ thấy con gì? Đen xì luôn. Tối quá nhỉ? Ừ. Đi nào thế. Mày đào rộng vết ra hết ra đi. Cất cái nón đi cho nó mát. Hả? À. Ui, chúa. Không phải. Ui. Nghe đây. Rắn giáo, rắn giáo. Giáo gì? Giáo vàng, giáo vàng. Ủa? Hả? Ủa? Giáo vàng không có độc đâu. Ủa? Đã bảo con này không có độc mà lại. Thằng chết. Này. Không có độc. Ui. Ai? Chết chưa? Đau bụng không nghe. Ngoài không có độc đâu, yên tâm. Không có độc. Không. Bảo không có độc mà lại. Đưa đây nào. Mày đào hết ra đi nào. Tao tưởng bố mà đây mày sợ rắn à? Tao sợ nha. Ui trời, tao tưởng bố mày sợ săn mà mày sợ rắn thì. Cẩn thận đào chúng nó nhá. Không có độc đâu, mày bắt đi. Cắn thì bắt rắn thì cắn phải chịu chứ, nhưng mà con này không có độc. Đây hôm qua tao bị ổ chó nó cắn đây này. Ui giời, một đống luôn. Ui đã một ổ luôn đen ạ. Kìa. Ui giời. Ui. Ui giời. Đấy, cho mày bắt đi. Không có độc đâu. Ủa độc. Sợ à. Đã bảo con này không có độc mà lại. Này. Biểu bảo một con bắt lắm đây. Này này. Đấy. Một con ơi. Hả? Bắt đi thôi. Có một con muốn luôn. Đây mày giam túi đi. Không bắt thì để tao bắt. Chờ một con một thôi. Mày sợ nó cắn à hay sao? Đây này, một đống cái này. Hả? Mày lấy túi đi. Ngựa vào.
giời, nó bảo không có độc mà lại đây một quăng một thôi. Trời ạ, mày mày sang túi ấy cho đang cú bà. Trời, mày giang hai tay đi, nó không cắn đâu. Thế tao cầm đấy nó không cắn thì mày giang đấy nó cắn kiểu gì. Còn một túi, mày không phải lo, mày giang túi nào, cất cất cái móc đi. Trời ạ, đứa lè kệ nói gì. Đấy. Thế cũng sợ. Vào nhiều thế. Ai. Ui ui. Ui tỏa thế. Ai, con này kiểu 2 cân ấy, văng phe. Ui, mày để yên nào. Ui nó mổ đấy. Nó mổ mày, mổ tao đấy. Ui. Ui giời ơi. Ok. Đi mẹ bắt đi thôi. Hả? Bắt đi thôi. Con mẹ bắt nhiều đấy. Chà trời. Thế mày sợ mày giờ thấy rắn đi rồi kìa, tiền nó hết đấy mày à. Tiền nhưng mà bắt một con một thôi. Hả? Ui nó chạy kìa, nó chạy kìa. Ôi. Sao sao? À. Ôi sao rồi? Hả? Nó chạy đây. À ui trời. Ui. Ui. Nó chạy. Ui. Hai quần. Hả? Ui. Nó chạy rồi. Mày con rắn mày không bắt được à? Quay lưu. Quay. Chưa. Quay. Chưa. Ôi trời. Mở túi ra. Nhanh nha. Ai à? Ui nó chạy, đen ơi. Nó chạy kìa. Ui đen kìa. Mày thả mày. Để ấy yên, Mở túi đi mẹ. Mở túi đi, nó ấy hết rồi. Ấy ui ui. Mở túi mẹ. Đầu bắt ít thương quá. Mày mở túi đi. Ui ui đau quá. Mày mở túi đi. Mẹ có con này mà mày sợ tao đến lạ mày đi. Đấy, tao công là nắm này cũng trợ mà. Mẹ. Đây, mời đúng. Đấy, giờ mẹ còn cả một đống ở ngoài kìa. Ui, ra. Cầm đâu ấy? Mời túi. Cầm đâu? Rồi, cầm đâu ấy rồi đấy. Còn một đống nữa kìa. Cầm túi một túi lại nhá. Lên được chưa? À, mày vẫn còn nằm nguyên ở đây. Ui, nó đập mấy quả vào đầu luôn mọi người. Này. Ui. Nghĩ nó chán. Mẹ cái thằng đen này. Đấy đen ạ, à. Này. Từ để tao cầm từng đuôi một nhá. À đen. Hả? Mày sợ để tao cầm từng đuôi một nhé. Đấy. Để tao cầm từng con một. Thì mẹ tao bắt đi thôi mà. Yên tâm, không phải sợ. Mày chỉ cầm túi được đây này mày. Mày nhìn tao xem. Ui. Mặt mày nào đây? Hả? Mặt nào đây? Nó đớp chứ cái gì. Ôi, ôi. Cái gì? Cái gì? Nó chạy. Ui. Mày bắt đi. Mẹ mày. Bắt đi. Mẹ thả ra. Đây. Đây cho mày bắt này. Cho mày bắt này. Này. Ui. Mẹ có con rắn không? Chờ. Ui. Mày cắn đau rồi. Hả? À, nó cắn à? Mẹ đau của mày rồi. À. Sao đây?
mẹ có một tí thôi mà anh sợ. Không bắt ra lại giữ túi cho tao. Ơ đi còn mẹ mày lều thật. Thế mày về là mày không được tiền đâu nhá. À ui mọi người ơi, ơi ui mọi người, thằng đen nó sợ nó chạy về mất tiêu rồi kìa. Mày đẩy giữ túi cho tao, có con rắn này không sợ. Hả? Hả? Mày cắn bố mày à? Ôi đen ơi, đen ơi giúp tao đen ơi. Tao bắt ngứa mày, mày giúp tao với này. Kìa đen kìa, đen kìa. Mày mở túi cho tao. Mở túi cho tao. Cầm tay đi. Bắt nhiều mày xem còn một đống nữa kìa. Cầm cái này. Ui giời ơi, đi này. Này. Mày nhìn này. Chết chưa? Tại mày đấy mẹ mày. Tại mày. Đấy thế nào. Mày cầm đi cái đâu này. Đây rồi. Đây rồi. Ôi nó dài. Đấy đấy. Đâu đâu. Ừ. Cái gì vậy? Nó nhảy ra nó đớt. Hôm này tí thả đi. Hả? Thả đi. Thả đi á. Ừ. Mẹ toàn tiền hết đấy mày à. Không có tiền mà tiêu đâu. Bố tao thứ gì thì biết rồi. Nhưng mà tao này mồm mới tí á. Đấy tao cầm đi mồm đây rồi mà mày. Nó đớp tao biết bao nhiêu miếng thì tao không sợ mày. Này. À quan thấy tôi ui gần hết rồi thôi bé. Hả bé? Từ hồi gửi tí cô cầm nước á. Nước không, nước ở bên kia rồi này này. Mày bị nhẹ ui này, máu đông cục luôn. Tao mày nó ít không á. Mày ráng nhiều thế chả hát mà. Tiền đầy. Tôi xem có con nào sót không. À, không còn nữa rồi đen ạ. Hay thôi tao mày về đi. Về ăn cơm thôi. Mỗi nó đi. Xem bao giờ bác. Thu đàn đi. Mấy giờ? Một giờ. Một giờ hơn à. Đấy bỏ lấy lan thế nào.